chào các bạn. Chúc các bạn luôn hạnh phúc và bình an. Hôm nay mời các bạn đến thăm vườn Bách Thảo Singapore. Vườn Bách Thảo hay vườn thực vật Singapore nằm ở trung tâm thành phố và được thành lập vào năm 1859. Đây là một khu vườn thực vật lớn nhất tại Singapore với tổng diện tích gần 74 hectare. Khu vườn là nơi nghiên cứu và bảo tồn hơn 30.000 loài thực vật. Vườn Bách Thảo được UNESCO công nhận là di sản quốc gia đầu tiên của Singapore. Là một quốc gia nổi tiếng về đồ xanh, sạch, đẹp, Singapore có nhiều khu vườn từ tự nhiên đến nhân tạo rất thu hút khách. Trong số đó thì vườn Bách Thảo chính là nơi mà các bạn nên khám phá nếu tới thăm đảo quốc sư tử. Vườn Bách Thảo yên bình sẽ mang đến cho các bạn khoảng không gian nghỉ ngơi tuyệt vời, tránh xa nhịp điệu hối hả và ồn ào của thành phố. Không khí nơi đây sạch, không gian xanh, đẹp và rộng mênh mông. Chiêm ngưỡng thế giới thực vật nơi đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về sự xanh, sạch đẹp và bầu không khí trong lành ở thủ đô này. Vườn Bách Thảo được chia thành 5 khu vườn nhỏ khác để du khách khám phá từng khu vườn xinh đẹp mát mẻ khác nhau và tìm hiểu về các loại thực vật khác nhau. Thu hút nhiều khách nhất trong cụm vườn này chính là không gian tôn vinh hương sắc của hoa lan. Vườn lan quốc gia tọa lạc trên ngọn đồi cao nhất trong toàn không gian vườn Bách Thảo. Với diện tích 3 hectare, vườn lan quốc gia là vườn trưng bày lan rộng lớn nhất ở toàn châu Á. Vườn có khoảng 700 loại lan tự nhiên và hơn 3.000 loại lan ghép lai tạo, tha hồ cho những du khách mê hoa lan chiêm ngắm xích xoa. Hơn thế nữa, hàng năm khu vườn này có thêm rất nhiều bộ sưu tập về những loài trên thế giới. Các bạn đến đây có thể tìm hiểu và thưởng thức những loài hoa lan quý hiếm, những bộ sưu tập trưng bày rất hoành tráng lộng lẫy. Đây là một điểm đáng để du khách tham quan, khám phá. Mời các bạn cùng chiêm ngưỡng quang cảnh tuyệt đẹp tại vườn Bách Thảo. Vườn Bách Thảo là nơi rất thú vị để chúng ta trải nghiệm, phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe và bình an.